Hello mọi người, hôm nay Thịnh BMW sẽ dẫn mọi người đi trên một con xe mới nhất của Thịnh và sẽ đi dạo phố coi có điểm gì khác biệt nha. Ui! Thôi, xong rồi. Anh đi gì vậy anh? Anh đi qua đường mà anh nghe điện thoại nữa. Mẹ hết xe tôi nè. Anh mới là người ngang đó nha. Ngang tôi gì? Tôi có nhìn đàng hoàng. Có nhìn gì nhưng mà anh nghe điện thoại. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ anh có cái gì đó bằng chứng không? Tôi sai bằng chứng. Bằng chứng mà xe tôi chưa có lắp camera hành trình thì nhưng mà tôi thấy anh vậy rồi sao mà anh tới thừa được. Tôi rõ ràng thấy anh sai. Giờ thôi tôi cũng biết được cái sản phẩm tốt này Digipay công nghệ 4K với nhiều công nghệ mới cái này dùng để gắn camera hành trình xe hả? Sao anh không gắn anh đưa tôi anh chị? Tôi mua trước nhưng mà tôi chưa có mua xe. Bây giờ anh mua anh xài đi, tôi để lại cho anh. Ok, cảm ơn nha. Vậy có gì để tôi gắn thử thì tôi coi chất lượng tốt không đi, tôi sẽ kiếm anh. Ok, cảm ơn anh. Bye bye. Hello mọi người. Nãy trường hợp kia quá là nguy hiểm luôn. Để mà có một cái bằng chứng mà để coi lại những cái sự việc như nãy, hoặc là khi mình di chuyển trên phố để quay lại những cái xe phía trước, phía sau, thì mình đúng là phải còn có một cái sản phẩm như thế này mọi người. Đây là một mẫu camera hành trình của nhà DDBuy với chất lượng hình ảnh là 4K Ultra HD. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà cần cho tất cả những chiếc xe di chuyển trên phố. Và mọi người nên tìm hiểu những cái mẫu camera như thế này. Và mình sẽ lắp đặt và show cho mọi người coi bên trong gồm những phụ kiện gì nha. Và bên trong mọi người sẽ có một quyển sổ hướng dẫn sử dụng, một camera trước 4K Ultra HD, một camera sau 1080 và hai cọng dây cáp để cấp nguồn, cũng như là một cái tẩu sạc có hai đầu USB để mọi người cắm vào cái tẩu lấy nguồn, và một cái thanh nhựa để nạy những camera này. Và bên trong mọi người sẽ còn thêm là hai miếng dán tĩnh điện và hai miếng keo 3M. Và bây giờ Thịnh sẽ hướng dẫn mọi người lắp đặt mẫu camera hành trình này nha. Thì lúc trước Thịnh đã lắp một mẫu camera hành trình nhưng mà chỉ được Full HD 1080 thôi, và bây giờ là 4K Ultra HD. Ok mọi người, ở đây mình có một miếng phim tĩnh điện thì để dùng dán vào đây và sau đó lắp đặt cái mẫu camera hành trình này lên thì nó sẽ bảo vệ được lớp phim cách nhiệt của mình. Nếu mà mình không dán này thì khi mình dùng ảnh trực tiếp và mình tháo keo ra nó sẽ bị chóc cái lớp phim cách nhiệt. Rồi, một lưu ý nhỏ nha mọi người. Ở đây mình sẽ có một cái ứng dụng để kết nối với lại camera hành trình, đó là tải trên App Store. Cái ứng dụng tên là DDBuy, mọi người chỉ cần tải về và kết nối Wi-Fi là nó sẽ ra màn hình trực tiếp. Ở đây sẽ có cam trước và cam sau. Đấy, rất là sắc nét nha mọi người. Đây là chế độ 4K nè, Ultra HD nè. Có một tính năng rất là đặc biệt nữa, dùng công nghệ giọng nói. Đến khi mà mình muốn đang chạy về và muốn chụp hình thì không cần phải bấm trên điện thoại nha mọi người, chỉ cần lái và nói từ take photo đó là sẽ có một bức ảnh đẹp lưu vào trên máy. Ok mọi người, và bây giờ sẽ mời mọi người trải nghiệm thử và coi chất lượng hình ảnh ở cam trước và cam sau sẽ như thế nào nha. Theo DDBuy, góc quan sát camera trước có góc quay rộng 140 độ, khẩu 1.8 với độ phân giải là 4K Ultra HD. Góc quan sát camera sau có góc quay rộng 125 độ, khẩu 2.0 với độ phân giải là Full HD 1080. Với cam trước mọi người có thể thấy từng chữ ở trên biển thông báo cũng như chi tiết trên xe, và khi mình zoom nhân 2 lên thì những chi tiết đó vẫn rất là rõ nét. Và khi ở cam sau thì với chất lượng chỉ là 1080 thì nó cũng đem lại cái hình ảnh vừa đủ để mình thấy được biển số và chi tiết xe phía sau. Có điều là màu nó sẽ hơi bệt một tí. Đấy, đây là khi di chuyển vào những nơi có điều kiện ánh sáng tốt thì quá và tuyệt vời luôn. Và bây giờ mời mọi người trải nghiệm hình ảnh N5 Duo vào ban đêm. Hình ảnh rất là sắc nét ở mọi khung hình xa hay gần. Mặc dù trong điều kiện thiếu sáng thì mọi người có thể thấy từng chi tiết, biển số hay là tên xe. Đó là nhờ DDBuy sử dụng công nghệ Night Vis. Nhưng mọi người có thể thấy rõ biển số và thậm chí là tòa landmark 81 ở phía xa.
Nói chung, theo đánh giá của mình thì E5 Duo đáp ứng tốt chi tiết hình ảnh cả ban ngày lẫn ban đêm. Có một tính năng công nghệ rất là thú vị mình muốn chia sẻ nữa là chế độ xem clip thực tế ảo. Chế độ xem clip này sẽ cung cấp các thông tin như là tốc độ, nè, khoảng cách xe trước, xe sau, tọa độ và định vị GPS trên bản đồ. Nếu mọi người thích chia sẻ các nội dung công nghệ lên mạng xã hội thì E5 Duo sẽ là một lựa chọn khác biệt. Đấy, mọi người chỉ cần nhấp vào và là xem lại định vị những nơi mình đã từng đi qua. Ngoài ra, N5 Duo cũng có hai tính năng công nghệ AI khá là vượt trội là radar phát hiện chuyển động phòng tránh trộm cắp và AI giám sát đổ xe 24/7. Tuy nhiên, mọi người phải mua thêm phụ kiện radar gắn kèm. Tính năng công nghệ cuối cùng rất khác biệt so với các camera hành trình khác đó là DJI N5 Duo không sử dụng pin lithium mà sử dụng siêu tụ điện. Siêu tụ điện sẽ đảm bảo camera hành trình hoạt động tốt trong mọi điều kiện khắc nghiệt, cho dù là xuống âm 20 độ hay là lên tới 70 độ C. Đây là ưu điểm tuyệt vời phòng tránh cháy nổ với thời tiết nắng nóng tại Việt Nam khi đậu ngoài trời. Và mọi người cứ yên tâm vì DJI N5 Duo sử dụng bộ lưu trữ hệ nhớ kép. Trong trường hợp thẻ microSD bị lỗi, các video khẩn cấp sẽ tự động được lưu ngay vào hộp đen trên cam hành trình của mọi người. Mọi người chỉ cần nhấp vào ứng dụng, xem định vị GPS ở đâu và lui về ngày mọi người muốn lưu video và nhấp vào tải về. Để đổi từ mai sang kiếm ếch trên giờ thì mọi người chỉ cần nhấp vào cái phần ứng dụng này, bấm vào toi, cài đặt ứng dụng. Đấy, đơn vị tham số và chuyển về hải mét sẽ về km trên giờ nha. Vậy là cuối cùng Thịnh cũng đã trải nghiệm xong mẫu camera hành trình của nhà DJI N5 Duo này. Đấy, thì mẫu camera này nó là 4K Ultra HD, nó sẽ khác biệt hoàn toàn với lại mẫu camera trước Thịnh đã sử dụng là 1080. Thì cái chất lượng sản phẩm và những tính năng công nghệ á, nó quá là khác biệt. Thì cái đó là ý kiến của Thịnh, còn không biết mọi người sẽ như thế nào thì nhớ để lại dưới phần comment. Còn nếu mọi người muốn sử dụng cái mẫu camera này thì cũng xem dưới phần mô tả của video này hoặc nhấp vào giỏ hàng bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và subscribe cho Thịnh một cái nha. Và hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye.